mẫu đầm tiếp theo ạ, mẫu đầm dạ hội cực kỳ sang trọng ạ. Và xòe nha các chị. Chân váy xòe ạ. Mẫu em đang mặc trên người là màu xanh dương đậm ạ. Mẫu này mặc lên thì cực kỳ là đẹp luôn, cực kỳ là sang trọng luôn phải không các chị? Vạt phía trước ngắn hơn ạ, vạt phía sau thì dài ạ. Đầm này là đầm sát nách. Phần bên trên là phần ren hở ạ, phần ren hở ngực nha các chị, phần ren hở ngực đấy ạ. Mẫu này với chất vải cực kỳ là đẹp ạ. Đường kim mũi chỉ lên thì không phải nói rồi các chị ạ. Em quay một vòng để các chị thấy được ạ. Mẫu váy xòe rất là rung rinh nhá, rung rinh rất là xinh ạ. Mình mặc đi dự tiệc, đi hội thì khỏi phải chê vào đâu rồi ạ. Mẫu này đang sale giá còn 699 thôi các chị ạ. 699, bên em có đủ size nhá các chị, đủ size S, ML đấy ạ. Dạ size S dành cho các chị còn từ 47 đến 50 cân nhá các chị. 47 đến 50 cân ạ. Size M dành cho các chị còn từ 50 cân đến 55 cân ạ. Size L thì 55 đến 58 cân là mặc vừa ạ. Ngoài màu em đang mặc thì em còn thêm 3 màu nữa ạ. Màu nữa, màu này là màu đỏ đô ạ. Màu đỏ đô phần ren thì nổi ạ, phần ren là màu đen nên là rất nổi ạ. Màu đỏ tươi hơn một chút nha các chị, màu đỏ tươi hơn ạ. Phần ren cũng là phần ren hở luôn đấy ạ. Mẫu này thiết kế rất là đẹp, chất vải thì khỏi chê vào đâu rồi nhá các chị. Và màu đen ạ. Giá chỉ 699 nha các chị. 699.000 thôi ạ. Mình qua địa chỉ số 86 ngõ 10 phố mùng 8 tháng 3 để lựa hàng và xem hàng ạ. Hoặc các chị có thể inbox cho bên em để đặt hàng nhé các chị. Em cảm ơn ạ.